Cái đó là máy in tiền á. Con có tiền con sẽ làm cái gì? Rồi rồi được rồi, để là chú in cho con nha. Nè chuẩn bị nè. Đây. Đó là giấy thôi chứ phải là tiền đúng không? Lên nè. Ra 2 đô. Nhưng mà nó có in được mỗi có 1 mặt hả? Thấy không? Đây nó có 1 mặt rồi. In mới có 1 mặt. Mình in thêm 1 mặt nữa. In mặt thứ 2. Đây mình bỏ vô. Tiếp nha. Thổi chú in nè. Nè, anh tiếp nè. Rửa tay. Đó, 2 mặt luôn. Thấy chưa? Rách rồi. Rách rồi. Rách rồi. Rách rồi. Rồi, mình sẽ anh thử coi. Nghe được thấy tầng hồ nè. Luôn nha. Anh thử nha. Quay cho anh kịp ra nghe. Anh thử nha. Rửa. Rửa. Này bị rách. Nó bị rách rồi. Nè, đúng như cái góc luôn nè. Thấy chưa? Sao rách rồi, sao rách? Sao rách rồi, có gì chút mình dán lại. Bây giờ mình lên tiếp nha. Đây con nhìn nè. Trời ơi, nó có 2 mặt luôn. À đúng rồi, bây giờ mình lên 2 mặt luôn. Đây. Rồi. Ủa, có con keo không? Có con keo không, dán lại. Mình đưa tiền Việt Nam đi được không? Rồi, tiền Việt Nam thì mình có đây, polymer nè, thấy chưa? Đó. Thấy chưa, đây là polymer nè. Nắm chấm hình. Ăn không? Hả? Làm mua gì đi? Hả? Thích không? Thích không? Có nhiều đó, kiếm tiền ăn lẩu. Khoan nè, kiếm mớ tiền ăn lẩu đây. Quay. Nắm chấm hình rồi đã. Hả? Rồi sao nữa? Ấy, mình làm 2 tàu hả? Được không ta? Mình tham lam đúng không? Mình đi làm 2 tàu có tham lam đúng không? 1 tàu thôi hả? Rồi được rồi, được 1 tàu nha. Rồi, 2 3. Không? Không mà mình in kiểu này nó lâu lắm tin hả? Hay là mình in làm 2 tờ đi. Rồi, con đưa vô. Đưa vô, đây, rồi. Rồi đó, quay. Hai tờ không? Hai tờ luôn. Thấy chưa? Tiếp, mình lên tiếp. Được 2 tờ luôn. Đây, lên tiếp 2 tờ nữa này. Nên là bây giờ tiền nhiều rồi thì con định làm cái gì? Dạ con về nhà con kêu mẹ sửa cho con. Gì hả? Rồi cho mẹ đóng tiền hộp không? Dạ có. Gì hả? Rồi làm gì nữa? Con có mua kẹo ăn không? No. No hả? Ăn kẹo xuống răng. Ăn kẹo xuống răng. Mua nước ngọt uống đi. Uống ngọt uống đi. No. Sao không vậy? Uống nước ngọt là bị tiểu đường. Uống nước ngọt tiểu đường đó nha. Nè. Tiểu đường là được. Ở ngoài đường tiểu. Tiểu đường là ở ngoài đường tiểu. Còn mình đứng trong đây tiểu là sao? Mình đứng trong nhà tiểu là sao? Tiểu. Sao không đứng? Tiểu đường đâu phải như vậy. Tiểu đường á là người ta bị bệnh tiểu đường. Đúng không?
tiền mình giữ được đó, bây giờ lấy tiền ngồi vàng luôn. Mát không? Còn mình đứng trong nhà mình tiểu thì kêu gọi là tiểu gì? Bây giờ con có ước mơ ở nhà có một cái máy in tiền như vậy không? Có, chi, để làm chi, in tiền để chi, để ba mẹ khỏi đi làm cực khổ hả? Hả? Ula.